Đây hiện tại ngày hôm nay là cũng đã đan sắt rồi. Đan sắt ở phần mái trên này nhé. Chiều bắt đầu là anh em bắt đầu là đổ. Ít quá không bê tông tường không ra được nữa. Bên máng thì chiều bắt đầu là tiếp tục. Thẳng chưa, thẳng chưa? Thẳng rồi nha. Đây bên này bên bếp. Đấy, bếp và liền nhà là có máng nước. Còn hôm nay là được giờ đổ cái nóc nhé. Để đổ một khoang trước. Chiều tiếp tục là khoang tiếp theo này. Gọi là phần khung đến ngày hôm nay là cũng là hoàn thiện rồi. Chiều nữa là đổ sàn, đổ mái nữa là ok. Giờ đang đan sắt, chạy cái 10 hết này. Mẫu nhà này gọi mẫu nhà chuyển chuyển đoạn đây. Đây được thiết kế ở cái mẫu nhà này là sẽ không có cái trụ dài ở cây sập cân, sẽ chạy sàn nách lên. Mẫu này thì ít khi nhiều người làm, thỉnh thoảng thì mới có một nhà làm. Còn ở phần mái trên thì vẫn chạy trồng truyền như mối mẫu nhà khác. Thì đây thiết kế nó khác hơn một tí ở cái chỗ cái gian trái nhé các bạn nhé. Thiết kế khác ở cái gian trái thôi. Phần 7 đón 3 bể phía sau phòng. Và đặc điểm nhà này có trốn một cái cột cái nhé, trốn cái phía mặt tiền kia, đường đi vào kia. Diện tích mặt sàn rộng 180m2. Hôm nay 10 giờ sáng nay là bắt đầu được giờ đổ cái nóc, thì sẽ hai bên đầu kia không kịp làm, thế sẽ đổ khoảng giữa trước và hai đầu hồi ở hai bên sẽ chiều này tiếp tục đổ.